Ok, chào mừng anh em đến với channel Nghĩ Ngâm Gamer mình đây. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em một skin cũng rất là hay và một bạn đã comment và yêu cầu mình mod chiếc xe tăng của Nga anh em. Xe tăng của Nga. Thì hiện tại trên màn hình anh em cũng thấy rồi đó, hiện tại mình đang ở trong một cái góc buồng lái và anh em đừng có quan tâm là cái vô lăng taco mình vẫn còn nha, tại vì mình muốn nó hiện lên, mình có thể tắt con đường nữa không vấn đề gì đó, cho nên là mình để vẫn được anh em. Rồi bây giờ mình sẽ review cho anh em xem nha. Đó, một chiếc xe tăng thời Nga anh em thấy không, rất đẹp luôn. Chiếc xe tăng thiết giáp nha, hôm nay mình sẽ trải nghiệm nó và mình sẽ chạy ngoài đường để xem nó như thế nào nha. Đó, giờ mình đi đường nào đây ta, đường nào nó đi ra đây anh em? Rồi thấy rồi, thấy rồi. Ok, mình sẽ đi xuyên chỗ này nha, mình sẽ đi xuyên chỗ này từ từ, biết ngay mà. Rồi nhẹ nhẹ ra thôi anh em, đó từ từ, không bị gấp, tại vì cái xe tăng này rất là lớn luôn, anh em đi anh em lái nhớ cẩn thận nha, nó qua vẹt dữ lắm luôn á. Rồi bây giờ mình đã ra ngoài đường anh em đó, thì xe tăng này nó đạt tốc độ cực kỳ lớn nha, cho nên anh em khi mình lái chiếc xe tăng này nhớ kiểm soát tốc độ nha. Đó thì hy vọng anh em cũng sẽ thích cái skin này. Skin này thì mình mod của anh MAH Channel nha, thì anh em cũng thấy rồi, xe rất đẹp luôn và hôm nay thời tiết rất là đẹp luôn, để mình review cho anh em xem. Rồi mình thắng lại đây, mình sẽ review cho anh em xem xung quanh nha. Phía trên là có một chiếc rồi nó tăng một cái rồi. Để mình chạy qua chỗ này nè. Rồi xuống đây, không có lật nữa nha. Ô, bá đạo vậy. Nói chung là để nó trạng thái gì luôn nên em mình sẽ review nha. Đó, xe là xe 6 bánh nha, có một cái bánh phía trên thì nó có hai súng nha anh em. Hai súng, một cái súng phía trên đầu và một cái súng cho một người ngồi phía sau nữa. Đó, xe tăng thiết giáp như vậy đó. Còn phía trong là sẽ có một người điều khiển súng gối nữa, là xe này nó có 3 nòng pháo. Ok, bây giờ mình sẽ chạy để mình cho nó hiện cái vô lăng là mình dễ lái anh em. Đi trời, trời chạy kiểu gì á, trời ơi, anh em thấy xe tăng hiện đại không? Rồi rồi không cua được luôn anh em, nó cứ chạy kiểu gì ba. Rồi mình tông đây luôn nha, hôm nay là xe nó không được theo ý muốn của mình rồi, không bánh rồi nè. Đó, ok, xe nó đã trở về vị trí cũ rồi em, nhưng mà bây giờ trời rất là mưa, mưa to rồi. Bây giờ mình sẽ càng quét cái khu này nữa nha, mình sẽ xem cái xe này nó có sức mạnh như thế nào đối với một cái chiếc xe chạy ngược chiều nha. Cũng được chứ không mạnh gì lắm anh em, nói chung là nó cũng được chứ không mạnh gì lắm. Thì thời tiết mưa nhưng mà mình cũng phải chạy để mình đưa xe ra ngoài cái khu vực tập kết anh em. Rồi về đây nha,
Xe này nó rất là khó lái, anh em lái cẩn thận nha, nó dễ bị lật nghiêng giống như nãy mình bị một lần rồi anh em. Đó, giờ mình chạy thì vận tốc nó đạt đỉnh như này nha. Vận tốc nó lên, nói chung là lên cũng nhanh, khá nhanh. Nhưng mà khó lái lắm nha anh em. 130 nha. Vô. Bây giờ là chỗ đi đâu đây? Đi đâu đây? Băng qua luôn em. Từ từ tới đây thắng lại, tại vì chỗ đó là cái cầu. Mình sẽ lên cầu mình chạy vận tốc nhanh hơn, và bây giờ thì chỗ này là không thể chạy nhanh được, mình phải ôm cua lên cái cầu này. Rồi lên đây thì có thể thoải mái chuyện nhanh rồi. Ok, mình sẽ trình diễn cho anh em xem tốc độ nó đạt đỉnh như nào nha. Anh em xem nhớ like video và share video giúp mình nha anh em, và đừng quên nhấn đăng ký kênh nha, nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông nữa để nhận thông báo khi mình ra những cái video, những cái skin thì anh em sẽ nhận thông báo và mình cùng trải nghiệm nha. Link tải mod này mình sẽ để link dưới phần mô tả, anh em cứ tải về. Càng quét hết luôn. What the hell? Trời ơi. Tin không anh em? Rồi, xong. Nói chung là em ấy đã treo lơ lửng trên cái thành cầu và phải nói là khá là tiếc luôn. Tại vì mình lần đầu tiên chạy không xử lý kịp anh em đó, cho nên khi anh em lái chiếc xe này anh em phải cẩn thận là nó rất dễ bị lật nè, rất dễ bị nhào lộn nè, rồi các kiểu, rồi nó dễ ở cái trạng thái mà treo lủng lẳng nha anh em. Bình thường nhìn những chiếc xe khác nó sẽ va đập và nó văng ra nếu mà xe nó xe nhỏ, còn chiếc xe này là nó theo cái không biết là do quán tính hay giờ là do cái lực mạnh quá mà xe giờ nó đang ở trạng thái như này. Ok, thì khá là tiếc. Thì nói chung là mình hy vọng anh em sẽ thích skin này và cùng trải nghiệm với mình và tải về mod lên game đó. Còn mình sẽ tiếp tục làm những cái skin về Thaco Hyundai của các nhà xe Việt Nam, thì anh em biết nhà xe nào thì cứ comment bên dưới mình sẽ làm nha. Thì cảm ơn anh em đã xem cái video này của mình và chúc anh em có một ngày thật là vui vẻ khi mà xem video của mình, và hãy đón nhận cái video tiếp theo của mình ở trong thời gian tới nha, và đừng quên nhấn cái chuông để theo dõi nha anh em. Và cảm ơn anh em rất là nhiều và hẹn anh em ở cái video tiếp theo nha. Bye mọi người.